thưa quý vị thưa các bạn chắc hẳn là không ít chị em đã từng nghe nói đến saffron một sản phẩm có nhiều công dụng cho sức khỏe cũng như làm đẹp tuy nhiên giá cả của sản phẩm này khá đắt đỏ và nếu chúng ta không tìm hiểu kỹ rất dễ mua phải hàng giả mục tư vấn tiêu dùng hôm nay sẽ giúp quý vị cách nhận biết saffron thật giả trên thị trường mời quý vị theo dõi saffron hay còn gọi một tên gọi khác đó là nhụy hoa nghệ tây được sấy khô đây là loại gia vị được cho là có giá cao nhất trên thế giới có giá trị lên tới 23.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 500 triệu một kg. Cách phân biệt sa phong thật và giả dựa vào hình dáng và màu sắc. Sa phong thật có đầu nhụy to và bẹt, thân thuôn dài và nhỏ dần theo chiều xuống dưới. Có màu đỏ hổ phách thẫm, sợi nhụy nhạt dần và chuyển sang màu vàng cam, vàng về phần chân nhụy. Sa phông giả thường không mang đặc điểm trên sợi ngắn, vụn, màu sắc, không đồng đều và có nhụy hoa nguyên sợi. Dựa trên mùi hương, sa phong thật có mùi hương cỏ khô thoang thoảng, xen lẫn với mùi mật ong. Mùi hương càng lan tỏa và dễ nhận thấy khi thả nhụy hoa nghệ tây vào trong nước. Sa phong có mùi hương rất nhẹ, không đặc trưng hay thậm chí không có mùi. Dùng vị giác, lấy một đến hai sợi nhụy và đưa lên miệng, ngậm thử. Sa phong thật có vị hơi đắng, cảm nhận được mùi của thảo dược và mật ong. Sa phong giả có vị ngọt như mật, thử màu sắc của sa phong trong nước. Dùng 3 đến 5 sợi sa phong và thả vào trong nước. Sa phong thật sẽ mất 10 đến 15 phút để ra màu trong nước. Màu nước vàng cam hoặc vàng nghệ rất tươi. Sa phong giả tan màu rất nhanh ngay khi vừa thả vào trong nước với chỉ từ 3 đến 5 sợi nhụy đã có thể cho nước màu đỏ cam chỉ trong vài phút. Bị mất màu dần, có trường hợp xuất hiện đúng trắng li ti trên thân nhụy. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là các loại saffron và 5 cách giúp bạn nhận biết saffron trước khi mua hoặc trước khi sử dụng. Saffron chỉ khi mua đúng sản phẩm, đúng chất lượng mới có giá trị sức khỏe, công dụng làm đẹp. Chuyên mục thị trường tuần này xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.